Hiện nay giá heo đang ở mức cao, do đó nhu cầu chăn nuôi cũng như tái đàn của bà con ở mức cao. Tuy nhiên, chăn nuôi heo cũng gây ra nhiều vấn đề về môi trường, đặc biệt là mùi hôi chuồng trại. Mùi hôi không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe vật nuôi mà còn gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến đời sống của con người. Do đó, việc tìm kiếm các giải pháp xử lý mùi hôi hiệu quả là cần thiết để đảm bảo phát triển bền vững. Vậy nên, hôm nay Dr. Vet sẽ cùng bà con đi tìm hiểu các giải pháp xử lý mùi hôi chuồng trại cho heo, về nguyên nhân gây mùi hôi trong chuồng trại heo. Mùi hôi chuồng trại xuất phát từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm chất thải và nước tiểu của heo. Chất thải từ heo chứa nhiều hợp chất hữu cơ dễ phân hủy tạo ra mùi hôi khó chịu. Khí thải từ quá trình phân hủy hữu cơ, quá trình lên men kỵ khí sinh ra các khí như NH3, H2S và các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi khác, tạo nên mùi hôi khó chịu, hệ thống thông gió kém, làm tích tụ khí độc trong chuồng trại. Thức ăn dư thừa và nước uống bị ô nhiễm, dư lượng thức ăn không được tiêu thụ kịp thời cũng góp phần tạo ra mùi hôi khó chịu trong chuồng nuôi. Các giải pháp xử lý mùi hôi chuồng trại heo, đầu tiên bà con cần vệ sinh và quản lý chất thải, cần dọn dẹp phân và nước tiểu thường xuyên để tránh lên men và phát sinh mùi hôi. Sử dụng hệ thống xử lý chất thải, có thể sử dụng hệ thống biogas để tận dụng chất thải làm năng lượng và giảm mùi hôi, phân loại và ủ phân hữu cơ để tiêu diệt mầm bệnh trong phân và giảm mùi hôi trong phân. Thứ hai là cải thiện hệ thống thông gió, xây dựng chuồng trại theo hướng thoáng mát, đảm bảo chuồng có hệ thống cửa sổ và quạt thông gió hợp lý để giảm tích tụ khí độc. Lắp đặt hệ thống quạt hút, giúp đưa không khí ô nhiễm ra ngoài, duy trì không khí trong lành trong chuồng. Bên cạnh đó, bà con có thể sử dụng chế phẩm sinh học để xử lý mùi hôi chuồng trại, bổ sung men vi sinh trong khẩu phần thức ăn. Bà con có thể sử dụng các sản phẩm men như H-Pro, Phi-Rin-Lut, giúp heo tiêu hóa hấp thu triệt để thức ăn, giảm mùi hôi chuồng, hạn chế khí độc và giúp giảm thiểu các bệnh đường hô hấp. Dùng chế phẩm vi sinh xử lý mùi, bà con có thể sử dụng men MN2 hoặc Biolac để phun lên nền chuồng hoặc chất thải để giúp giảm mùi hôi, loại bỏ khí độc trong phân. Đồng thời kích thích hệ vi sinh vật có lợi trong nền chuồng phát triển, phân giải nhanh chóng các chất thải, chất cặn bã, giảm ô nhiễm khu vực chăn nuôi. Khi chuồng nuôi sạch sẽ không có khí độc, thì còn giúp giảm tình trạng vật nuôi mắc bệnh hô hấp và stress cho vật nuôi. Hoặc bà con có thể sử dụng đệm lót sinh học cho heo, sử dụng các loại đệm lót như trấu hoặc mùn cưa, kết hợp với các chế phẩm sinh học khử mùi như BioFarm để giảm thiểu mùi hôi từ phân và chất thải của đàn heo, đồng thời có thể sử dụng làm phân bón hữu cơ cho nông nghiệp. Ngoài ra, bà con có thể sử dụng các nguyên vật liệu dễ kiếm như vôi bột, than hoạt tính để hấp thụ mùi, vôi bột giúp khử trùng, giảm độ ẩm và ức chế vi khuẩn phân hủy gây mùi, than hoạt tính giúp hấp thụ khí độc hiệu quả. Nếu bài bản hơn, bà con có thể xây dựng hệ thống xử lý nước thải, hệ thống lắng và lọc nước thải, giúp loại bỏ cặn bã và hạn chế ô nhiễm nguồn nước. Hoặc sử dụng ao sinh học bằng cách dùng các loại cây thủy sinh để hấp thụ chất dinh dưỡng dư thừa, giảm ô nhiễm. Vừa rồi Dr. Vet đã vừa cùng bà con tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến mùi hôi chuồng và các giải pháp xử lý mùi hôi chuồng trại trong chăn nuôi heo. Việc xử lý mùi hôi chuồng trại heo cần áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp từ quản lý chất thải, cải thiện môi trường chuồng nuôi đến sử dụng chế phẩm sinh học. Những biện pháp này không chỉ giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường mà còn nâng cao chất lượng chăn nuôi, giúp ngành chăn nuôi phát triển bền vững. Hy vọng những thông tin vừa rồi đã đem lại thật nhiều thông tin hữu ích cho bà con. Cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại bà con trong các video tiếp theo.